Mẹ ơi, mẹ không về mà quay rồi mẹ. Mà anh Hưng ơi, anh Hưng, mẹ chưa về nhà mà anh đã đòi kẹo rồi. Anh còn chẳng hỏi xem mẹ còn mệt gì không. Anh đã đòi kẹo rồi. Ôi giời, em nhìn mẹ khỏe kia biết mẹ không mệt rồi. Mẹ ơi, mẹ không về mà quay rồi mẹ. Ở đây đây, mẹ có thằng Hưng gọi bánh nhá. Bỏng này nó cũng dài lắm, nhưng mà mẹ để ở trong làn lại đi sắp thành ra nó bị lượng vỡ như thế. Thôi con ăn tạm nhá. Rồi ơi, ăn tạm cái gì? Con không ăn đâu. Này, anh chưa đàn này. Ê, em xin. Em ăn. Con không ăn mẹ ơi. Thôi bây giờ mẹ không có tiền thì con đi mua khác. Em đã ăn thì con không phải được ăn mẹ. Để mai mẹ mua cho con nhá. Không, con muốn ăn luôn bây giờ luôn mẹ. Nope. Ôi giời mẹ ơi, mẹ mua cho con 2 nghìn thì mua gì mẹ? Mẹ đi con 8-5 nghìn đi kìa. Thế đây mẹ đưa cho con 5 nghìn, con đi mua một tí rồi về nhá. Vâng ạ, con đi đây. Mà mẹ ơi, sao mẹ giỡn luôn thế? Mẹ có mỗi 2 anh em thôi, giờ không chiều thì chiều ai? Thôi, đi vào nấu cơm với mẹ nhá. Vâng ạ. Mình mới giả bộ mẹ tí là bỏng bộ là mẹ mà cho mình nuốt thêm một gói mì buồn thế. Ô, 2 bạn kìa. Hương à, 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 bây giờ mẹ đi vào dọn cơm, còn tí nữa
Mẹ sẽ đưa tiền cho Hương để mai đóng cái lớp nhá. Vâng ạ. Nope. Vâng ạ. Ô bánh à, miếng này còn nguyên, quên thử miếng nhá. Vâng anh ăn đi. Ngon một lần nào. Sao thế em bảo mà anh không ăn? Anh cứ tưởng ngon là không ngon mà vẫn ngon em nhỉ. Thế mà anh cứ chê. Này em cho anh miếng nữa này anh ăn đi. Ừ anh xin nhá. Vâng ạ. Ngon không? Ngon anh ạ. Okay. Anh em ơi.